Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Ngọ Ngọ, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành nên mệnh lư trung hỏa ngày Đinh Mão tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày khác. Về nạp âm lư trung hỏa kỷ tuổi Tân Dậu Quý Dậu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Ngọc Đường Hoàng đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong này gồm có sao Địa Phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ, sao Hỏa Tai sao đối với xây dựng nhà cửa đổ mái sửa sang nhà cửa, sao Ngũ Quỷ kỵ về xuất hành, sao Băng Tiêu ngọa hãm xấu mọi việc, sao Hạ Khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa, sao Vạn Vong kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ, sao Cửu Không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương, sao Trùng Tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ, sao Lão Ban Sát kỵ về khởi công động thổ. Và ngày hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2023, tức là ngày 21 tháng 5 năm Quý Mão, ngày này là ngày Vạn Vong không tốt. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính Nam, Tài Thần hướng chính Đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 8 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Vận trình ngày mới gặp cục diện Mão Tý tương hình, gây ra cho người tuổi Tý những cảm xúc tiêu cực, khiến bản mệnh không đủ bình tĩnh và sáng suốt khi đối diện với chuyện tình cảm. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho bản mệnh bùng nổ vì ghen tuông mù quáng. Sự mất bình tĩnh có thể khiến cho bạn có những hành động và lời nói đi quá giới hạn, làm tổn thương đến đối phương mà bình thường bạn sẽ không bao giờ làm như vậy. Cả giận mất khôn chính là như thế, hãy tạo cho mình thói quen giữ bình tĩnh trong mọi chuyện nhé. Bù lại, thiên ấn đang tạo cơ hội cho con giáp này thể hiện năng lực của mình nhiều hơn trong công việc. Bạn vẫn là người được đánh giá cao ở vị trí hiện tại, song những chú chuột cần phải nỗ lực để đạt được nhiều bước đột phá mới thay vì hài lòng với những gì mình đang có. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, có cảm xúc tiêu cực, không đủ bình tĩnh đối mặt với tình cảm. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, dễ bùng nổ vì cơn ghen tuông mù quáng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, dễ có hành động và lời nói đi quá giới hạn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, đừng vì cả giận mất khôn mà làm tổn thương người mình thương. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, có cơ hội thể hiện năng lực nhưng vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 85, số 27,
số 65. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Thiên tài xuất hiện trong vận trình ngày hôm nay của người tuổi Sửu chính là các thần giúp cho con giáp này gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Đặc biệt những người làm ăn buôn bán có một ngày kinh doanh phát tài, tiền bạc thu về là nguồn lợi nhuận khổng lồ. Được quý nhân tương trợ, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt làm nền tảng cho phát triển sau này. Tuy nhiên, mộc thổ xung khắc, bạn và người ấy trong ngày thứ 7 này có phần chán nản và mệt mỏi vì chiến tranh lạnh, chuyện tình cảm rơi vào khoảng lặng. Không ai chịu là người xuống nước trước để phá vỡ sự căng thẳng hiện tại bởi cái tôi của cả hai quá cao. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, người làm ăn buôn bán có một ngày kinh doanh phát tài. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp làm nền tảng cho sau này. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, mệt mỏi vì chiến tranh lạnh, tình cảm rơi vào khoảng lặng. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 73, số 50. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Tuất, Ý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy người tuổi Dần được tam hội quý nhân trợ mệnh nên đường tình duyên càng ngày càng vượng sắc. Bản mệnh nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương dành riêng cho mình, còn người đã có đôi thì sẽ tính đến chuyện về chung một nhà. Trái ngược với niềm vui trong chuyện tình cảm, đường tài lộc của con giáp này không được may mắn cho lắm. Kiếp tài xuất hiện và cướp đi vận may tiền bạc khiến cho con giáp này rơi vào tình trạng luống cuống. Việc kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên trở nên lụn bại, hàng hóa dồn ứ khó lưu thông. Ngoài ra, bạn còn phải lưu ý đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc mà chẳng hề hay biết nếu cứ cả tin, đặt lòng tin không đúng chỗ. Bản mệnh nếu không sớm tỉnh ngộ thì sẽ chẳng thể nào vất vát được gì nữa đâu. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, người độc thân sớm tìm được một nửa yêu thương. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, đường tài lộc ảm đạm, thiếu may mắn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, việc kinh doanh gặp trục trặc, hàng hóa dồn ứ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, đề phòng kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 80, số 06, số 77. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Tỷ Thiên nhập mệnh, công việc của người tuổi Mão đang tiến triển khá tốt. Kinh nghiệm sau nhiều năm tích lũy giúp bạn nắm được nhịp độ công việc và triển khai kế hoạch một cách nhịp nhàng. Bên cạnh đó, bạn còn biết cách kết hợp với đồng nghiệp để tăng hiệu suất công việc. Tuy nhiên, có những thời điểm những chú mèo không tránh được thái độ chủ quan và lơ là, phó mặc mọi chuyện cho người khác. Nếu bạn không nhanh chóng sửa đổi thái độ làm việc của mình thì có thể chuyện vui không được lâu dài, đừng quá tự tin. Mộc khí vượng còn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bản mệnh trong ngày không được tốt cho lắm. Con giáp này dễ gặp vấn đề về gan, có thể thấy nóng trong người, dễ nổi mụn nhọt khắp người.
Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển tốt nhờ nắm được nhịp độ làm việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, biết cách kết hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đôi khi tỏ thái độ chủ quan và lơ là, phó mặc cho người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cần nhanh chóng sửa đổi thái độ làm việc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, sức khỏe có dấu hiệu sụt giảm, nóng trong gây mụn nhọt. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 19, số 76, số 05. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, hồng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy công việc có điểm mất mát, nghi ngờ, tranh giành lẫn nhau do thương quan lâm vận. Thìn muốn lương thiện nhưng người khác không cho phép, cứ phải để bạn cáu lên. Chuyện cũ hay bị đào lại, có kẻ muốn sinh chuyện để cản đường làm việc của bạn. Tình cảm kém may vì mộc thổ tương khắc. Thật may là bản mệnh vẫn có một gia đình rất hòa thuận nhưng thi thoảng vợ chồng hay to tiếng với nhau. Con cái hơi khó dạy hay cãi lời cha mẹ khiến bạn ức chế. Tiền bạc may mắn nhờ tam hợp cục. Nguồn thu trong ngày chủ yếu đến từ công việc chính, dễ có thưởng nóng, lộc bất ngờ. Người bán hàng nên nhập thêm hàng mới trong hôm nay để lấy hên. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, chuẩn bị có tin vui bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, bạn lao động khi người khác lười nhác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không sợ đêm đen bởi trong lòng có ánh sáng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, một mình vẫn ổn nhưng một mình nhiều tiền thì ổn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đừng dại dột chia sẻ chuyện không vui. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 65, số 16, số 96. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, đen. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Thứ 7 này, thương quan xuất hiện là lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Tỵ nên cố gắng học cách kiểm soát những cảm xúc của mình. Điều đó hết sức quan trọng ngày hôm nay, nhất là với những người làm việc trong môi trường nhiều sức ép, áp lực. Đừng vì lỡ lời quá đáng với một ai đó mà chặn đứng tiền đồ của mình. Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của người độc thân sẽ có những dấu hiệu đáng mừng. Bạn mong muốn yêu và được yêu từ đã lâu, nên khi cơ hội đến, bạn quyết định phải nắm bắt thật nhanh, không để hạnh phúc vụt khỏi tay. Hiểu lầm của các cặp đôi cũng nhanh chóng được tháo gỡ. Càng lúc hai bạn lại càng thêm trân trọng nhau hơn nên cả hai chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Trong ngày này, có người còn lên kế hoạch ra mắt gia đình hai bên, lên lịch cưới hỏi cũng rất thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, nên học cách kiểm soát những cảm xúc của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, đừng vì lỡ lời ở môi trường làm việc mà ảnh hưởng tới tiền đồ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm của người độc thân có dấu hiệu đáng mừng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, hiểu lầm giữa các cặp đôi được tháo gỡ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đôi lứa có thể lên kế hoạch ra mắt gia đình hai bên. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 24, số 34, số 66. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an,
gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Cục diện Mão Ngọ tương phá, đường tình yêu của tuổi Ngọ không được lý tưởng cho lắm trong ngày hôm nay. Mâu thuẫn vốn tiềm ẩn từ trước đó chỉ là hai bạn cứ lờ đi mà thôi, nay gặp thời cơ bùng phát khiến cho cả hai đều mệt mỏi căng thẳng. Thời điểm này, các cặp đôi tuổi Ngựa cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Đừng để những lần giận dỗi, hiểu lầm trở thành cơ hội để người khác phá hoại hạnh phúc mình đang có. Thực thần lại mang đến niềm vui cho tuổi Ngọ khi tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này làm ăn thuận lợi, khách hàng nườm nượp tới mà các đơn hàng cũng về tới tấp, bận rộn không ngơi tay. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, đường tình duyên không được lý tưởng do mâu thuẫn tiềm ẩn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, xích mích tình cảm bùng nổ khiến cả hai đều mệt mỏi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện chen chân vào quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, đừng để hiểu lầm trở thành cơ hội để người khác phá hoại tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tiền bạc đổ về ầm ầm, khách hàng nườm nượp. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 08, số 16, số 86. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Người tuổi Mùi bước sang ngày mới được tam hợp ghé thăm, mang tới cho người tuổi Mùi vận đào hoa rực rỡ, người độc thân mau chóng tận dụng tối đa lợi thế của bản thân đi nhé. Đối với những người đã có gia đình, đây là ngày thích hợp để chia sẻ những cảm xúc và nên nhớ điều này có thể đòi hỏi ở bạn sự nhẫn nại nhiều hơn. Thiên tài ghé thăm, tài lộc cho người tuổi Thân có khởi sắc rõ rệt. Thậm chí có người nhận được thưởng nóng hay có khoản tiền lớn bất ngờ từ trúng số. Tiền bạc đến bất ngờ nhưng nếu không sớm có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ để tài lộc thất thoát rất nhanh. Nhân cơ hội phát tài nhanh, đang may mắn thì không nên hưởng thụ mà chăm chỉ làm ăn hơn để có của ăn của để. Nhất định là không nên ba hoa nếu không sẽ có kẻ xấu ghen tị mà tìm cách làm hại. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, vận đào hoa rực rỡ, người độc thân có cơ hội thể hiện. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, người đã có gia đình có cơ hội hâm nóng tình cảm, chia sẻ cảm xúc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, tài lộc có khởi sắc rõ rệt, có thể nhận được khoản tiền lớn bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, tiền bạc đến nhanh nhưng cần sớm có kế hoạch quản lý tài chính. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, cần cố gắng hơn nữa để duy trì tài lộc hiện tại. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 57, số 86, số 96. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Bước sang ngày mới, người tuổi Thân gặp được chính quan nên khá thuận lợi trong công việc, nhất là những ai đang theo nghiệp học hành dễ có kết quả như ý. Cuối cùng thì nỗ lực của bạn cũng được đền đáp xứng đáng, hãy trân trọng khoảnh khắc này và xem đó là nền tảng tốt để bạn có thể tiến xa hơn. Hôm nay, người làm công ăn lương còn được cấp trên đánh giá cao bởi tài năng và cả tinh thần làm việc trách nhiệm cao của mình. Những việc đã nhận thì bạn sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của người đã trao cơ hội cho mình. Kim khắc mộc lại là dấu hiệu không tốt cho chuyện tình cảm của con giáp này. Vì nóng nảy mà để tình cảm lấn át lý trí, bản mệnh có thể sẽ hiểu lầm người ấy, hiểu sai những hành động của đối phương, khiến cho mối quan hệ rơi vào bế tắc. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, công việc thuận lợi, việc học hành đạt kết quả như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, nỗ lực bền bỉ được đền đáp xứng đáng.
Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm trục trặc vì hiểu lầm, thiếu tin tưởng. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 72, số 06. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Thân, Tị. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Cục diện Mão Dậu tương xung sẽ chẳng phải điềm lành với người tuổi Dậu trong hôm nay. Sẽ có biến động trong chuyện tình cảm của con giáp này, bản mệnh nếu không kiềm chế cảm xúc sẽ khiến cho đối phương chịu nhiều tổn thương. Bản mệnh cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình tốt hơn trong ngày hôm nay. Đừng lúc nào cũng đưa ra yêu cầu này nọ rồi bắt người ấy nghe theo. Tình cảm cần sự công bằng và tôn trọng cả hai phía, không ai có nghĩa vụ phải phục tùng ai cả. Lại thêm họa do thiên quan giáng xuống, vận trình công danh của con giáp này có thể bị tổn hại ít nhiều bởi những lời đồn đoán thị phi do kẻ tiểu nhân đơm đặt. Bản mệnh không giỏi ăn nói, không khéo léo trong giao tiếp xã giao nên càng dễ bị kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tình cảm nhiều biến động có thể gây tổn thương cho người thương. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cần phải học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tình cảm cần sự công bằng từ cả hai phía thì mới có thể bền vững. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, vận trình công danh bị tổn hại do lời đồn đoán thị phi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, dễ vấp phải những rắc rối do tiểu nhân giăng bẫy. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 13, số 61, số 53. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, cam, trắng. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tị. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, quý nhân lục hợp nâng đỡ cho người tuổi Tuất trong thứ 7 này nên vận trình trong ngày khởi sắc không ngừng. Chuyện hợp tác làm ăn tốt đẹp mang lại cho con giáp này khoản lợi nhuận không nhỏ, vượt ngoài dự kiến ban đầu của bản mệnh. Thêm nữa, trong công việc, người tuổi Tuất cũng đạt được những bước tiến rõ rệt, chuyện thăng quan tiến chức không phải là việc gì quá xa xôi. Con giáp này biết cách lợi dụng những thế mạnh của mình để giúp cho công việc trở nên suôn sẻ hơn. Thổ mộc tương xung, con giáp này dễ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm. Bản mệnh và người ấy có những hiểu lầm do hai người không có thời gian để quan tâm, chăm sóc cho nhau, đôi bên quá bận rộn với công việc của mình nên để tình cảm dần nguội lạnh. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, hợp tác làm ăn tốt đẹp mang lại lợi nhuận vượt ngoài dự kiến. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, công việc đạt được những bước phát triển bất ngờ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, biết cách lợi dụng thế mạnh của bản thân để công việc thêm phần suôn sẻ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tình cảm rắc rối do hiểu lầm và thiếu sự quan tâm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tình yêu khó duy trì ngọn lửa nồng nhiệt ban đầu. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 25, số 96, số 12. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi.
ngày mới gặp được cục diện tam hợp giúp đường tình duyên của người tuổi Hợi thêm phần thắm sắc. Những mâu thuẫn giữa cặp đôi không còn nghiêm trọng nữa mà bạn và người ấy cùng chung tay để tháo gỡ mâu thuẫn, giúp tình yêu thêm nồng nàn. Chính ấn bảo trợ cho con giáp này rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Bạn tìm được tình yêu và động lực làm việc của mình, không để cho những khó khăn trước mắt ngăn cản mình tiến đến thành công. Lại vốn là người hoạt bát và hướng ngoại nên bạn nhanh chóng chiếm được cảm tình từ bạn bè và những người xung quanh. Thế mạnh trong việc kết giao này còn giúp bạn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ các quý nhân. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tình duyên thắm sắc, mâu thuẫn được tháo gỡ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, các cặp đôi chung tay hóa giải hiểu lầm và vun vén tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, tinh thần làm việc phơi phới giúp mọi thứ tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, không để khó khăn trước mắt ngăn cản bước tiến đến thành công. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, khéo léo kết giao nên nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ quý nhân. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 17, số 99, số 52. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.